chứ. Chọn chị Hà ơi, bà ra xe thôi. Chọn chỗ nào dâm mà đứng. Thôi cần hơi thôi. Lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân,
Ủy ban dân tỉnh Lào Cai, đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Lào Cai, thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Lào Cai, thưa tổng thể các đồng chí, thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, tôi xin được báo cáo lại sơ lược quá trình phát triển xây dựng của nhà trường và những cái thành tích của nhà trường trong 51 năm xây dựng của nhà trường. Báo cáo tổng tác trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai được xin báo cáo xin báo cáo là được thành lập năm 1961. Đây là trường trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Lào Cai, bởi vì 5 năm sau mới có trường học phổ thông thứ hai. Nhiệm vụ chính trị của trường là phát triển giáo dục văn hóa miền núi, đồng thời là góp phần vào đảm bảo ổn định an ninh chính trị ở nơi địa đầu tổ quốc. Trong quá trình phát triển của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn chống nước, rồi là trong giai đoạn thực hiện biên giới của chính quyền chính, và sau khi tái lập tỉnh trở lại năm 1991. Mặc dù có nhiều khó khăn, thế nhưng mà tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh, người nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã vượt qua khó khăn để xây dựng trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai thành trường trung học phổ thông thứ đầu của tỉnh Lào Cai nói chung, nói riêng và các trường trung học phổ thông trên khu vực miền núi phía Tây Bắc. Những thành tích nổi bật của trường là thứ nhất là về thành tích đào tạo, thì sau 51 năm xây dựng phát triển, trường đã đào tạo được hơn 12.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, và trong đó thì có tới hơn 3.000 học sinh là dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai. Trong số những học sinh của trường thì có nhiều học sinh trở thành các tiến sĩ, phó tiến sĩ, rồi giáo sư, phó giáo sư, công tác ở các cơ quan đảng nhà nước, rồi là các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Có nhiều học sinh là lãnh đạo trong quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều học sinh đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh cứu nước. Đặc biệt từ năm 1995 đến nay thì trường đã đào tạo được 118 học sinh giỏi quốc gia. Đây là con số nhà trường rất là tự hào, bởi vì một trường ở miền núi biên giới mà có số lượng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh thì có hơn 500 em. Đây là cái nguồn rất là quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực rất là cao cho tỉnh và cho đất nước. Thứ hai là thành tích về xây dựng kỷ cương nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thì thị xã Lào Cai thì thành lập năm 1992. Đến tháng 8 năm 1993 thì trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai mới trở về cái vị trí hiện tại, tức là vị trí nơi thành lập sau khi sơ tán, sau khi rời địa điểm. Trong cái bối cảnh nền giáo dục lúc đó còn nhiều cái yếu kém bất cập, còn vậy thành tích rồi là còn chưa thực sự nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá thị trường, thì tập thể cán bộ giáo viên học sinh nhà trường đã nhận thức được cái tác hại trước mắt cũng như lâu dài của cái hiện tượng này, cho nên đã quyết tâm xây dựng trường có kỷ cương nền nếp toàn diện, đặc biệt là kỷ cương nền nếp trong kiểm tra đánh giá và tiêu chuẩn. Từ đây thì cái khẩu hiệu dạy thật học thật thi thật chất lượng thật được nhà trường đề ra và quyết tâm thực hiện. Giai đoạn đầu khi thực hiện cái khẩu hiệu này từ năm 1993 ấy, thì trường gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức từ phía sức ép về chất lượng của phụ huynh học sinh, rồi là của lãnh đạo ngành, rồi là sức ép từ chính các thầy cô giáo cũng có. Thế nhưng nhà trường đã kiên trì bền bỉ dày công để xây dựng cái nền nếp kỷ cương này, quyết tâm thực hiện. Và dần dần sau khi mà nhà trường thực hiện và thực hiện công tác tuyên truyền phấn đấu nhiều năm bền bỉ kiên trì thì nhà trường đã thực hiện được. Kết quả là trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã có bước chuyển vượt bậc về chất lượng. Sau nhiều năm thì đến những năm gần đây, từ năm 2001 trở đi, thì chất lượng giáo dục của nhà trường đã đi vào ổn định. Cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông là ổn định ở mức cao, được từ 97-100%, kể cả trước, trong và sau hay không thì kết quả vẫn thế, không có biến động.
tỷ lệ thi đại học cao đẳng cũng tăng dần, tức là tăng dần từ hơn 60% đến hôm nay là ổn định ở cái mức 80% học sinh đỗ cái trường này. Và đặc biệt là chất lượng dạy học sinh giỏi thì trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai có cái đội ngũ các thầy cô giáo và có cái truyền thống dạy tốt hơn tốt, cho nên là đã đào tạo được một bộ phận học sinh xuất sắc của tỉnh Lào Cai, rồi là của thành phố Lào Cai, đóng góp lớn vào cho cái việc tạo nguồn cho xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là thành tích về xây dựng đội ngũ thì trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên có chất lượng, và nhà trường đã cung cấp nhiều cán bộ trong ngành cho tỉnh Lào Cai. Nhiều thầy cô giáo của trường đã trở thành lãnh đạo các trường trung học phổ thông, lãnh đạo cấp vụ của bộ giáo dục và đào tạo, rồi là lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo, một bộ phận lớn thầy cô giáo của trường trở thành nòng cốt của giáo viên trường chuyên sau khi trường chuyên được tách ra từ năm 2003. Và trong số đội ngũ cán bộ thầy cô giáo nhà trường thì đã có gần 20% thầy cô giáo có trình độ sau đại học, 100% mới là đạt chuẩn. Thứ tư là thành tích về tham gia các hoạt động xã hội thì trường phấn đấu xây dựng trường có chất lượng cao và có mục tiêu là giáo dục toàn diện, cho nên là ngoài cái việc học tập thì nhà trường tích cực tuyên truyền giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, rồi là về ý thức về chính trị, và thường xuyên phối hợp với các cơ quan của thành phố và của tỉnh để giáo dục cho học sinh về việc xây dựng cái môi trường lành mạnh, không ma túy, không tệ nạn xã hội. Thì nhà trường trong nhiều năm gần đây, đặc biệt từ năm tái lập trường 1993 thì môi trường của nhà trường thực sự là môi trường trong sạch, lành mạnh và an toàn. Thì trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, trong điều kiện kinh tế xã hội của một tỉnh nghèo lạc hậu, lại phải chịu hậu quả của hai cuộc chiến tranh, trong trường cấp 3 Lào Cai năm 1961, nay là trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hiện nay nhà trường đang hướng tới xây dựng thành trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, với mục tiêu là giáo dục toàn diện học sinh, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối trung học phổ thông của tỉnh Lào Cai và các tỉnh khu vực miền núi phía Tây Bắc. Với thành tích đã đạt được trong hơn 30 năm qua, tập thể cán bộ, thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh, nhà trường bày tỏ nguyện vọng với Đảng và Nhà nước được quyết tâm xây dựng trường thành đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới với những lý do sau đây. Một, trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai là ngôi trường trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Lào Cai nằm sát biên giới Việt Trung. Ngoài nhiệm vụ chính trị là phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí cho đồng bào và dân tộc của tỉnh Lào Cai, còn góp phần quan trọng vào đảm bảo ổn định chính trị, an ninh biên giới trong suốt hơn 50 năm qua. Hai là trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã vượt qua mọi khó khăn thử thách của một tỉnh miền núi biên giới, trải qua hai cuộc chiến tranh, vững vàng nơi địa đầu tổ quốc, duy trì các hoạt động tại ngoại. Ba là trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai là trường dũng cảm đi đầu trong việc thực hiện 2.0 từ năm 1993, và môi trường nhà trường thực sự là môi trường lành mạnh, có kỷ cương nền nếp. Khẩu hiệu hành động của nhà trường là dạy thật, học thật, thi thật và chất lượng thật. Những cái nội dung này đã được nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung xác nhận. Bốn là chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì ổn định ở mức cao, kể cả trước, trong và sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu học tập 2.0, và đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.